Huỳnh My chính thức nhận quả đắng vì Hoa hậu chuyển giới, Quỳnh Châu lên tiếng nghe mà tức. Thời gian này, tập 3 Hoa hậu chuyển giới đã chính thức lên sóng và thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ với màn tranh cãi tay đôi của thí sinh Huỳnh My với huấn luyện viên Quỳnh Châu. Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh đoạn hội thoại của cả hai. Là người trong cuộc, Quỳnh Châu cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Chia sẻ về những ồn ào trong tập 3, Quỳnh Châu cho biết cô buồn nhưng thấy thương Huỳnh My nhiều hơn. Quỳnh Châu thừa nhận, thật ra lúc đó Châu thấy thương My nhiều hơn bởi vì Châu nghĩ không biết bạn có uẩn ức gì bên trong hay không. Còn nói có buồn không thì thật ra cũng có, nhưng Châu luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất. Chuyện cũng đã qua rồi, mong mọi người cũng đừng gay gắt quá với My. Sau khi tập 3 Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 lên sóng, không ít khán giả bức xúc trước thái độ của Lý Huỳnh My, đội huấn luyện viên Thủy Tiên. Thí sinh này cho biết cô tự cảm thấy bản thân có nhan sắc như hoa hậu, trách ekip trang điểm cho mình không phù hợp nên việc bị loại là không công bằng. Thấy phản ứng của Huỳnh My, huấn luyện viên chế Nguyễn Quỳnh Châu cho rằng thí sinh nên có thái độ tôn trọng ekip, còn lấy ví dụ về việc những đại diện quốc gia đi thi quốc tế cần phải biết tự trang điểm. Thế nhưng Huỳnh My bật lại cả đàn chị Á hậu, hỏi rằng liệu Quỳnh Châu đã được đi thi quốc tế chưa? Liên hệ với Á hậu chế Nguyễn Quỳnh Châu, sau khi đụng phải thí sinh có thái độ không tôn trọng giám khảo, còn bị đụng chạm chuyện chưa được đi thi quốc tế, cô chia sẻ, thật sự lúc đó Châu thấy thương My nhiều hơn là thấy trách, vì Châu không biết bạn có chịu nhiều uất ức ở ngoài không mà khiến bạn thể hiện như vậy. Đó là lý do Châu im lặng không phản kháng gì. Châu nghĩ nói lời tổn thương không phải là cách để làm bạn hiểu, nếu làm lại thì Châu vẫn chọn im lặng. Khi được hỏi liệu có nhận được lời xin lỗi từ Huỳnh My sau cuộc tranh cãi trong phòng loại, chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ câu chuyện hậu trường, quay xong tập đó thì My đã bỏ ra khỏi set. Nhưng khi Châu ra ngoài đầu đường đợi xe thì có gặp My đứng đó. My có hỏi Châu là, ê nãy tôi nói vậy bà có buồn không? Châu có trả lời, buồn chứ sao không bà? Rồi cả hai không nói gì với nhau nữa. Trước những ý kiến cho rằng chế Nguyễn Quỳnh Châu quá hiền khi không có những đáp trả gắt hơn với Huỳnh My, Á hậu giải bày, vốn dĩ Châu ở ngoài đời cũng như vậy. Châu không chọn tranh cãi là giải pháp, không có nghĩa là mình bị tổn thương rồi thì lại tìm cách tổn thương người khác ngược lại. Cuối cùng kết quả là hai người buồn. Châu nghĩ vì mình im lặng nên khi ra về, My mới hỏi Châu có buồn không. My hiểu được là được rồi, sự im lặng đó đã tạo ra kết quả. Nhắc đến những bình luận của ekip trên mạng xã hội cho rằng Huỳnh My trong lúc ghi hình còn có những phản ứng dữ dội hơn, chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ, Châu chỉ biết những gì diễn ra trong phòng loại là thái độ bạn như thế. Ở những cảnh còn lại thì Châu không biết, vì My không trong đội Châu nên Châu cũng không có cơ hội tiếp xúc với bạn nhiều. Quỳnh Châu còn tiết lộ về phản ứng của Á hậu Thủy Tiên, huấn luyện viên của Huỳnh My cũng như Dược Sĩ Tiến và Hương Giang đằng sau hậu trường về thí sinh gây tranh cãi này. Khi quay xong, Châu đưa Hà Đan, thí sinh đội Thủy Tiên về và Châu có nói với Tiên, Châu nghĩ Tiên cũng đồng ý với quyết định loại Huỳnh My của Châu. Còn chị Giang có quay sang nói với anh Tiến là hôm vòng loại em đã có một cái linh cảm, nhưng anh chọn bạn vào em vẫn tôn trọng và em thấy linh cảm này đúng. Về phần Quỳnh Châu, sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và đảm nhận vai trò huấn luyện viên Miss International Queen Việt Nam 2023, Quỳnh Châu tiếp tục góp mặt trong phim truyền hình Mặt trời mùa đông. Ở tác phẩm truyền hình này, Quỳnh Châu vào vai Thảo An, một cô gái sống ở làng chài nghèo. Vai diễn của nữ người mẫu sinh năm 1994 có tính cách hiền lành, thật thà và tâm hồn nhiều mộng mơ. Có thể thấy, tạo hình này của Quỳnh Châu khiến nhiều fan của cô bất ngờ vì trước đây Á hậu Quỳnh Châu luôn gây ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh sắc sảo, cá tính và sang trọng.